Hôm nay cả nhà Ken đi đền Hùng nha cả. Cờ của đền Hùng á. Cờ của đền Hùng á. Này đông quá. Giờ không đốt nhang sao? Bỏ bỏ được bừng cái bà rồi, khỏi bên đây. Đây là khuôn viên chính của đền Hùng. Mình chỉ được quay ở ngoài thôi chứ vô khuôn viên chính điện là không có được quay. Đây là cái gì? Cái tầng hầm này là cái gì?
20.000 chứ ơi. Rồi em gửi. Cái bánh dán luôn hả trời? Là một cái bánh dán luôn. Mẹ, có phải là 115 là nữa. 115 là 115. Bác cáo là nói là gì vậy? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Còn 20. Không có cảm giác gì hết trơn. Không, quầy bánh kia lắm. Ôi mọi người ơi, giờ sau một buổi hơi nóng chen chút giờ về mệt quá. Mua được một túi tùm lum hết trơn. Rồi, em Ken đuối rồi. Đi hết nổi luôn rồi. Thôi tạm biệt mọi người, video kết đây kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Xin chào.